Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 trên cả nước, sáng nay tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Ngày thơ Thăng Long Hà Nội do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội khởi xướng lần đầu tiên đã được tổ chức. Sự kiện là dịp để tôn vinh những giá trị tốt đẹp cao quý của thơ ca và những đóng góp của văn chương nói chung, thơ ca nói riêng trong dòng chảy văn hóa Việt, văn hóa thủ đô. Ngày thơ Thăng Long Hà Nội thu hút hơn 740 hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, 15 câu lạc bộ thơ và hàng nghìn hội viên các chuyên ngành nghệ thuật cùng đông đảo độc giả yêu thơ tại Hà Nội tham dự. Trải rộng trên cả hai sân khấu lớn trong khuôn viên Văn miếu Quốc Tử Giám là các hoạt động nghệ thuật thơ ca như trình diễn thơ, đọc thơ, bình thơ, thi thơ của các tác giả nhà thơ nổi tiếng và trình diễn những bài hát xuất sắc được phổ từ thơ. Ngày hội còn có các lều thơ, quán thơ độc đáo, các gian trưng bày tác phẩm thơ, hội họa, nhiếp ảnh nghệ thuật của các hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội tạo nên không gian văn hóa sinh động, hấp dẫn. Các hoạt động tập trung thể hiện và khẳng định những thành công tiếp nối của thơ ca, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng con người Thăng Long xưa, Hà Nội nay, bồi đắp tình yêu Hà Nội trong nội hàm phổ quát của công cuộc chấn hưng và kiến tạo nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày hôm nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2024. Hội báo là diễn đàn giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, giữa những người làm báo với nhau và công chúng với báo chí, cùng báo chí cả nước xây dựng báo chí Việt Nam tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2024 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2. Sau khi kết thúc, các ấn phẩm sách, báo, tạp chí sẽ được tặng cho chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày. Đây là hoạt động mở màn cho lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc 2024. Tham dự hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân thuộc 12 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Các sản phẩm giành giải tại hội thi sẽ được lựa chọn làm lễ vật trong lễ dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán, đền Kiếp Bạc, chùa Nam Tào, đền và chùa Bắc Đầu. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 2. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết từ ngày 1 tháng 3 sẽ không thu phí đối với việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản về việc không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bao gồm lệ phí và tiền mua phôi đối với thủ tục hành chính cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc. Việc áp dụng không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện từ ngày 1 tháng 3. Để tiết kiệm chi phí từ ngân sách nhà nước và bảo đảm chuẩn bị kịp thời đủ số lượng phôi bản sao bằng tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị người dân đề nghị cấp bản sao không quá 3 bản mỗi lần. Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đề xuất một số quy định mới về quản lý tài nguyên Internet, trong đó có đề cập đến tên miền quốc gia.vn. Cá nhân tổ chức được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam.vn trong các trường hợp cần hoàn tất quá trình tặng, cho, góp vốn để thừa kế quyền sử dụng. Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền còn cần được thực hiện khi cá nhân tổ chức đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ. Doanh nghiệp tổ chức lại hoặc có hoạt động mua bán, góp vốn, cổ phần, chuyển đổi chức năng nhiệm vụ giữa công ty mẹ, công ty con dẫn tới thay đổi quyền sử dụng tên miền. Tên miền.vn sẽ bị thu hồi nếu được sử dụng nhằm chống lại nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc không nộp phí duy trì sử dụng. Nhằm động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, chính quyền và tổ chức đoàn thể ở các xã, phường, thị trấn tỉnh Phú Thọ đã trao tặng mỗi công dân nhập ngũ và ở khu dân cư phần quà từ 600.000 đồng đến 1,9 triệu đồng, tổng kinh phí trao tặng đạt hơn 2,2 tỷ đồng. Cùng với tặng quà, tại các buổi gặp mặt thăm hỏi, các tổ chức đoàn thể địa phương còn tuyên truyền vận động công dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân, khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò của cơ quan quân sự và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, tỉnh Hà Tĩnh luôn là một trong các địa phương đứng đầu của quân khu 4 về số lượng thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, năm 2024, nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, mong muốn trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ. Em Nguyễn Văn Tú ở xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những trường hợp đó. Em theo truyền thống của gia đình em thì cha và anh trai có đi bộ đội. Em thì cũng đã đến tuổi học xong 12 và cũng có nguyện vọng là muốn tiếp nối gia đình. Để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, huyện Thạch Hà đã yêu cầu các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ trong khâu quản lý nguồn và khám tuyển. Đến nay, huyện Thạch Hà có hơn 460 công dân trúng tuyển, 230 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Chúng tôi chú trọng là hỗ trợ các cái mô hình thiết kế, hỗ trợ các khoản vay chính sách về các khoản vay. Cũng như là hỗ trợ để tìm kiếm việc làm cho các quân nhân sau xuất ngũ. Năm 2024, Hà Tĩnh được giao 1.250 chỉ tiêu quân sự. Để bảo đảm chỉ tiêu về sức khỏe, ngay từ công tác sơ tuyển, các địa phương thành lập các tổ kiểm tra sức khỏe với đầy đủ các thành phần khám để bảo đảm tính chính xác cao. Chất lượng công tác tuyển quân được nâng lên, tiến hành tuyển quân một cách toàn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh, đã có 216 trên 216 xã phường, thị trấn hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Gác lại những dự định, ước mơ của riêng mình, nhiều thanh niên trên mọi miền quê Hà Tĩnh với hoàn cảnh điều kiện khác nhau đều sẵn sàng thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.